Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đang có mặt trên con đường Tuệ Tĩnh. Phía trước mình là con đường Tôn Thất Hiệp. Hướng chạy ra tay phải là giao với giao lộ 3 tháng 2. Hôm nay mình có mặt tại địa chỉ là 196 và 198 đường Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11. Đây. Hôm nay kênh GoFood sẽ chia sẻ cho các bạn một cụ bà đã gần 80 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn ngày đêm mưu sinh ngoài đường để có tiền trang trải cuộc sống. Đó là cụ Trần Na Chiêu, 78 tuổi rồi, người gốc Hoa nhưng mà bán bột chiên mì xào rồi ngoài vỉa hè, chắc chiêu từng đồng để kiếm sống qua ngày. Đây là cái xe của cụ hàng ngày đẩy những cái nguyên liệu bằng và bàn ghế ra để bày bán trên vỉa hè đây. Hướng này là con đường Tuệ Tĩnh. Nó bà ngoại đang chuẩn bị những cái hành lá để mà bán cho khách. Ở ngoài cái đó mình làm gì ở ngoài? Cái đó mình làm gì á? Để mình bỏ vào bột chiên đúng không? Mình sắt rồi mình bỏ vào bột chiên. Dạ, hành. Đó, một chiên cụ mới chiên ra nè. Có tẩy cái gì nha, mọi người nói tiếng Hoa đó, mọi người gốc tiếng Hoa. Mày cũng là nếu chỉ đây sắp sắp thì lên rồi. Ngoại ơi, năm nay là ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 78 tuổi á. Đó, bà cụ ngồi chờ khách đến mua này, nhìn rất là tội nè. À, 78 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn mưu sinh vào được để kiếm sống qua ngày. Nó trời mưa cho nên là bà cụ lấy dù và lấy bàn che đỡ lại cho khỏi ướt đó. Cái bàn ghế nhựa thô sơ thôi. Này cũng phải 4 giờ chiều là dọn ra bày bán trên cái vỉa hè này.
Cái đó là gì ở ngoài? Tỏi. Tỏi. Đâu? Cho nó thơm. Như vậy là chỉ có 15 ngàn thôi ngoại. Tại nhà em gần đây à, là mình ăn nhiều năm đây rồi hả chị? Dạ. Dảo mà chi vậy, để bắt bột chiên mà dẹp dẹp á, bằng gan á. Lớn không? Hả? Lớn lắm đó. Chắc... Nó lớn hơn này chút, cũng lớn nhiều đâu, xài nó sướng lắm. Xài thì mang đem cho bà cho. Ha. Đấy mang đem lại. Hồi đó con bắt bột chiên á, đừng con không có bán nó con để lại đó. Con cái của ngoại đâu? Con cái à? Con cái theo chồng rồi, đâu có phải theo tôi. À, ngoại có mấy người con? Hai đứa con trai á. Hai đứa con trai và một người con gái. À, là ba người con nhưng mà cũng lớn tuổi rồi ngoại ha. Dạ, lớn rồi. Dạ. Rồi mấy người con của ngoại cũng khó khăn nên đi làm rồi không có phụ được ngoại gì rồi. Dạ. Mới đi nè, nãy đi rồi. Tên tên thật của ngoại là gì ngoại? Gì? Tên của ngoại á? Tên hả? Dạ. Trần Na Chiếu của ma. Trần Na Chiếu. Dạ. Dạ, 78 tuổi. Nhà ngoài trong cái hẻm này luôn hả? Ngoài bán cái này là được bao nhiêu năm rồi ngoại? 40 mấy năm rồi. Ui, 40 mấy năm mà bán nguyên một chỗ này thôi. Có cái này thôi à. Dạ, ngoài bán những cái món gì? Ủa, món này, mấy món này là món gì ngoài nói cho con nghe hả?
đôi bánh canh, một chai mì xào. À, một phần là bao nhiêu tiền? Một chai là 15 ngàn. Ôi, rẻ vậy hả? Rồi ngoài hàng ngày ngoài mấy giờ ra đây ra đây bán? 4 giờ, bữa nay là 4 giờ mấy năm giờ á. Là 4 giờ chiều. Bán khi nào ngoài mới bán hết? Tối à, bán hết là 9 giờ bắt đầu dọn rồi. À, 9 giờ tối. 9 giờ tối là dọn rồi, có một mình là. Bây giờ hả gì? Dọn hả? Cũng tới 11 giờ mới dọn xong á. Rồi mình ngồi dọn thì không ai phụ hết hả? Không, không có ai phụ. Ôi da, tội nghiệp. Còn chưa, mình lôi cui lủi thủi để mà dọn dẹp buôn bán dọn ra dọn vào. Không có ai phụ. Ngoài, câu hỏi này rồi, một ngày ngoại bán ngoại lời bao nhiêu? Với không chừng nữa, chừng nào bán được á, rồi trăm mấy. Không bán là còn lỗ nữa à. Lỗ có nữa? Có lỗ nữa à. À, có nghĩa là nhiều nhất là mình mới được trăm mấy thôi. Còn ngày nào mà được thì mấy chục ngàn à ngoại. Dạ. Có khi bán được nhiều á, cũng là trăm mấy, chưa có tới 200 đâu. Rồi hàng ngày ngoại đi chợ sao? 10 giờ không chừng, 9 giờ không chừng, 8 giờ không chừng. À, ngoại đi chợ nào ngoại? Rồi, chỗ Thét nè, chỗ Phú Thọ nè, chỗ Phần 8 nè, đi ba cái chỗ. Rồi tự về mình tự nấu luôn. Đó. Rồi mình gọi làm sao kịp. À, bây giờ cái này hỏi nấu, cái này mua sẵn rồi. Cái này người ta làm sẵn á. Dạ. Mình mua về, thấy không? À, cái người á, mình là luộc. Luộc là chín nền, ở đây ta cung cấp lắm. Tại vậy bây giờ già rồi. Đi làm mà không có ai muốn, phải không? Tại vì mày dán bán ở đây. Bán ở đây lâu rồi. Bây giờ dọn xong là cũng 11 giờ. 11 giờ rồi đẩy xe vào nhà rồi rửa bát, rửa chén rồi. Không, mấy... không có vợ lâu thì dậy sáng mai vợ. Rồi mấy giờ ngoài ngủ? Này, về hả? 11 giờ rồi. Về tắm rửa, ăn cơm. 2 giờ mới được ngủ á. 2 giờ khuya? Ờ, 2 giờ khuya, có khi á hả, nhìn á, không có ngủ được nha, 6 giờ mấy giờ thấy, có khi là 8 giờ mới thấy, chừng nào ngủ được à, yeah. Ngủ luôn, không có nơi được chừng đâu. Thì nhiều người có lại đây giúp đỡ ngoài không? Có, bây giờ có. Người ta họ tới họ cho những cái phần quà gì ngoài? Mới à, có một cháu à, về nói à, Canada gửi về. Canada? Ờ, Canada dạ. Gửi về. Gửi về cho ngoại à, ít quà cho cái có niềm vui trong cuộc sống hơn. Dạ. À, ngoại có thích không? Mới hả? Ngoại có mừng không? Mình dạ. Chơi trời ơi, chơi không luôn mình. À, 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 ngoại rất là thương. Ừ. Mình bán như vậy là có khó khăn gì không? Không. Ví dụ như à, trời nắng thì bình thường đi, còn trời mưa thì sao ngoại? Cô mua làm cái lấy che ngoài cái lấy cái dù này làm. À, lấy dù mình che lại, mình bán đỡ thôi. Ừ. Cho nó khỏi ướt mấy cái nguyên liệu của mình. Ừ. Ngoài bán có ngày nào nghỉ không? Có khi có công chị nào nghỉ, không có công chị nào bán luôn. Ở nhà cũng buồn quá. Ở nhà buồn quá nghỉ làm chi, phải không? Ở đây ngồi giờ còn xếm nữa. Còn nhiều người ở đây à, anh nhà còn nói chuyện chơi nữa. À, nói chuyện chơi không muốn ở nhà. À, ngoài bán là được bao nhiêu năm rồi ngoài? Chính xác là bao nhiêu năm rồi? Từ 40 mấy năm rồi bán ở đây. Ồ, 40 mấy năm. Bán lâu rồi. Con chúc ngoại sức khỏe và bán đắt nha. À, tí con ăn con ủng hộ ngoại. À, nhìn bà cụ cứ mỗi chiều là thấy rất là thương. À, cho nên ai có dịp qua con đường Tuệ Tĩnh thì ghé ủng hộ cho bà cụ dù chỉ một phần. Bà bán từ 4 giờ chiều nha mọi người. Ngày nhiều nhất là bà chỉ lời được có 100 mấy thôi. Hồi nãy bà còn nói là nhiều lúc bán lỗ luôn, không có tiền luôn để đi chợ, rất là tội nghiệp. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha, và đón xem các clip mới tại kênh của mình.
Xin chào mọi người.